ok Quyền nhá. Lên sao mời nhá em nhá. Ok Quyền. Có phải em nhá. Cái này mày ở vui nó là cái điều tất nhiên thôi cả nhà ơi. Chứ còn cái đẳng cấp ấy, nói thật với anh em cái đẳng cấp ấy. Số 1 Việt Nam. Ok, số 1. Cover này Quyền ơi, cover em này Quyền ơi. Anh Quyền ơi, cover em này. Em ra đâu? Cover em đấy, anh Quyền. Ra ăn bột xanh ấy, dài luôn. Cover em. Ơi, anh cho ăn được không? Cover em. Anh. Chỉ một mấy ít thôi, anh em đi cùng mày đây. Ok anh. Cover em này. Anh đi trên đây. Anh đi trên đây. Quyền ơi. Nó chảy chết ngay ra này. Quyền hút nó ra. Hai Quyền này. Hay quá anh Quyền ơi, hay quá. Lại Quyền. Ô chán. Chạy đi đâu? Mega! Cho em Mega anh Quyền, băng đi. Cho em Mega. Quyền cái tầm cặc nhà em này, bịt mẹ mày luôn đấy Quyền, cay mày lắm rồi nhỉ. Cút mẹ mày đi là sao đứng đâu mà kênh tao nó cũng súc sinh này. Tuổi đèo mày phá tao mày phá đi. Mày phá thua được không? Mẹ mày đấy Quyền. Mày phá cho mày thua được không? Con chó này, chó Quyền này. À chết, Quyền. Chửi Superman mà, em chửi Superman mà. Từ từ nhá. Cái mà này. Chửi Superman này. Chửi Superman mà anh. Nó không tên là Quyền, thằng này nó là em. Mẹ mày, còn em này xong rồi bác ạ. Có vợ em này Quyền ơi. Có cái đít cụm này. Có vợ. Nó đi. Địt mẹ chơi game để gọi bố anh nói chuyện. Đúng là của anh là quá tôn trọng anh rồi nhỉ. Bố đi em, bố con. Quyền, anh Quyền đâu? Chắc đi thầy ơi, chắc đi. Nguyên Hoài chán lắm thầy ơi. Đi chắc đi. Mày không phải bố.